Chiều ngày 18 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam và trao giải thưởng Tạo Quang Bửu năm 2020. Giải thưởng năm nay được trao tặng cho 3 nhà khoa học thuộc các ngành khoa học y dược, toán học và vật lý. Đây là năm thứ 2 một nhà khoa học nữ được trao giải thưởng Tạo Quang Bửu. Đối với những bác sĩ như chúng tôi đó, thì động lực chính là bệnh nhân. Thì bệnh nhân với những cái mặt bệnh của họ đó thì làm cho chúng tôi phải suy nghĩ, chúng tôi phải nghiên cứu để tìm cái giải pháp điều trị hiệu quả nhất để phục vụ cho bệnh nhân một cách tốt nhất và an toàn nhất. Thật sự là rất hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này, tuy nhiên cũng kèm theo đó là cũng cảm thấy trách nhiệm của mình đối với trước hết là đối với cộng đồng khoa học trong nước, sau nữa là cũng đối với sự kỳ vọng của xã hội. Giải thưởng Tạo Quang Bửu được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hàng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có kết quả công bố xuất sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, tạo tiền đề cho khoa học và công nghệ của đất nước hội nhập và phát triển. Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, đến nay giải thưởng đã thu hút sự quan tâm đánh giá tích cực của các nhà quản lý và cộng đồng khoa học. Nằm trong khuôn khổ chương trình, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 ngay từ những ngày đầu tiên dịch bùng phát.